mong chờ để mà được đến cái new movie theater đấy. Và cái lời mời của Jenny kèm theo thời gian đó là this weekend là cuối tuần này. Vậy chúng ta sẽ trả lời Jenny bằng một số cách như sau. Okay, I heard that new movie theater is really interesting. Ban đầu Jenny nói về cái movie theater thì bây giờ chúng ta khẳng định lại là ô tôi cũng nghe nói về cái new movie theater đó và nó rất là interesting, rất là thú vị. Rồi thay vì cái chữ interesting các bạn có thể dùng một số cái từ vựng khác mà nếu như các bạn biết như là exciting, amazing, wonderful, incredible, fantastic hay là fabulous hay là vân vân. Rồi những cái đó, tính từ khác. Bạn nào cảm thấy là chúng ta không biết các tính từ nào nhiều thì chúng ta chỉ dùng từ đơn giản là được rồi, miễn câu cú cho nó chính xác là được. Rồi ngoài ra chúng ta có thể nói thêm một số cái thông tin về cái new movie theater đó. Jenny hỏi mình là mình có nhớ về cái movie theater đó không, thì khi mình cung cấp thêm một số cái thông tin về nó thì đồng nghĩa với việc là mình có nhớ về nó và mình có nhớ cái cuộc trao đổi của mình với Jenny về về cái movie theater đó. Vậy các thông tin các bạn có thể đề cập thêm về cái movie theater đó là về giá vé chẳng hạn nè. Giá vé đang được discount, tức là đang được giảm giá chẳng hạn. Hoặc là cái movie theater đó có rất là nhiều cái thể loại phim hay, hấp dẫn, thể loại phim mới chẳng hạn mà các cái rạp khác người ta không có. Hoặc là âm thanh ở đó thì rất là sống động, hình ảnh màn hình thì nó rất là sắc nét chẳng hạn, vân vân. Có những cái ý kiến như thế. Thì đây là một số cái câu mà cô gợi ý cho các bạn. The ticket price là giá vé các bạn nhé. The ticket price is in discount now. Tức là cái giá vé nó đang được giảm giá. Now là hiện tại bây giờ. Các bạn thay chữ now bằng chữ currently cũng được nếu như các bạn nhớ. Không, chúng ta dùng đơn giản thôi. Now là được rồi. The sounds are so good. Về âm thanh thì nó rất là tuyệt. Hoặc thay chữ good bằng một số tính từ mà các bạn biết mô tả về âm thanh như là lively, như là dynamic, như là attractive. Và về hình ảnh thì chúng ta có thể dùng các cái từ như là the pictures or the images, về hình ảnh are attractive chẳng hạn, hình ảnh rất là cuốn hút. Hoặc là màn hình thì đời mới, the screens are modern, hiện đại, and high quality là chất lượng tốt, chất lượng cao, rất là hiện đại và chất lượng cao. Để các bạn lựa chọn một vài cái thông tin trong số những thông tin cô gợi ý thôi nha, để nói về cái movie theater đó. Rồi sau đó chúng ta khẳng định lại một điều nữa là chúng ta đồng ý với cái lời mời của Jenny vào cái cuối tuần này, chúng ta khẳng định lại chúng ta đi được. Vậy chúng ta khẳng định bằng một số cái mẫu câu cô gạch đầu dòng ở đây. Các bạn chọn một trong số 3 mẫu câu này. It would be great to go there with you this weekend. Thật là tuyệt để mà đến đó với bạn vào cuối tuần này. Hoặc là I would love to go to the new cinema with you this weekend. I would love to go to. Tôi rất là muốn được đến cái new cinema đó. Surely, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đến đó vào cuối tuần này. Có thể ghi thêm là chữ with you cũng được với bạn. Không biết là nãy giờ các bạn có nghe kịp những cái lời giải thích của cô không nào? Dạ có thôi. Ok, cảm ơn em. Các bạn khác thì sao ha? Các bạn khác ở trong lớp, các bạn có nghe kịp cái giải thích của cô không? Ok, cảm ơn em. Những bạn khác nữa nào? Nếu có thì các bạn trả lời giùm cô qua cái phần tin nhắn với. Ok, cảm ơn các bạn. Trong trường hợp mà lỡ nó trục trặc gì đó về kết nối và cô nói các bạn không nghe được chẳng hạn thì các bạn nhớ nói nha, để mà cô dừng lại và cô nhắc lại cho các bạn. Rồi mình tiếp theo ha. Vậy xong cái ý đầu tiên khi chúng ta trả lời Jenny. Ý thứ hai,
I can go either Saturday or Sunday, so which day is better for you? Jenny nói rằng là Jenny có thể đi vào thứ bảy hoặc là chủ nhật. Hẹn mình vào this weekend, cuối tuần này. Thì bây giờ cụ thể hóa hơn, đó là cuối tuần là thứ bảy hay là chủ nhật. Và Jenny hỏi mình là ngày nào thì tiện hơn cho mình. Đề bài yêu cầu mình cần phải say which day. Chúng ta cần phải chọn ra một trong hai ngày này. Và dĩ nhiên, khi mà chúng ta chọn ra một trong hai ngày thì chúng ta cần giải thích vì sao cái ngày còn lại không được. Thì một cái giải thích chung chung mà khá là đơn giản đó là cái ngày còn lại tôi bận. Tôi bận bởi vì là tôi có cái cuộc hẹn chẳng hạn. Tôi bận vì là tôi phải hoàn thành bài kiểm tra, hoàn thành bài thi cuối kỳ vân vân. Đó là một số lý do. Vậy để nói điều đó thì chúng ta nói như thế nào các bạn ha? Tôi có một cái cuộc hẹn nào đó vào ngày thứ bảy chẳng hạn thì sẽ nói là I have another appointment with my professor on Saturday. Có thể các bạn bỏ luôn cái cụm từ là with my professor cũng được. Mình chỉ cần nói là tôi có một cái cuộc hẹn khác vào ngày thứ bảy là được rồi. Vì vậy, so Sunday is better for me. Vậy thì ngày chủ nhật là tiện hơn cho tôi. Hoặc các bạn cũng có thể thay thế cái cụm là từ chỗ so Sunday better for me đó bằng cái cụm từ trong hoặc đơn. So is better to go on Sunday. Hai cách viết ý nghĩa như nhau thôi các bạn ha, chọn một trong hai. Hoặc là gì, các bạn có thể đưa ra lý do là Saturday is my sister's birthday. Và Saturday là cái ngày sinh nhật của chị tôi rồi, cho nên là mình đi vào ngày chủ nhật đi. Ví dụ vậy. Dấu ba chấm các bạn thay bằng hai cái cụm từ phía trên ha. Hoặc là gì, on Saturday I have to hand in my paper. Hand in là nộp bài các bạn nha. Paper là tiểu luận hoặc là luận văn. Và thứ bảy thì tôi phải nộp tiểu luận, tôi phải nộp luận văn, cho nên đi vào ngày chủ nhật tiện hơn. À, hoặc là Saturday I still have class until the evening. Vào thứ bảy thì tôi vẫn có lớp học cho tới chiều tối lận, cho nên là đi học đi xem phim ngày chủ nhật sẽ tiện hơn. Đó là một số cái mẫu câu các bạn có thể dùng, các bạn có thể thay thế các cái lý do bằng một số cái lý do nào khác các bạn tự nghĩ ra và áp dụng cái mẫu câu này vô viết là được. Okay, ví dụ như là gì? Có cuộc hẹn thì cũng có thể nói cụ thể ra cuộc hẹn với ai, professor với giáo sư của tôi, hay là cuộc hẹn với nha sĩ, with the dentist, hay là cuộc hẹn với lại bố mẹ của tôi, hay là cuộc hẹn với lại là người thân, người họ hàng, relatives chẳng hạn, hay là một người bạn nào khác, vân vân. Đó thì tùy các bạn. Ngày thứ bảy hay chủ nhật thì các bạn cũng tự chọn nha, chọn một trong hai ngày đấy. Rồi xong ý thứ hai qua ý thứ ba. I know you often go to cinema. Tell me what type of film is your favorite? Một lưu ý với các bạn đó là khi mà đề bài cho chúng ta một cái ngữ cảnh mà nó gồm hai hoặc là nhiều câu như thế này thì chúng ta phải xem kỹ coi thử là người ta đang đề cập tới bao nhiêu ý. Thì các bạn sẽ dễ dàng mà bỏ qua những cái ý trước đó mà chúng ta chỉ có đọc vào cái câu hỏi thôi. Thì ví dụ câu hỏi ở đây là tell me what type of film is your favorite đó, là câu hỏi các bạn tập trung vào và các bạn miss mất cái phần lần trước. À, vì bây giờ chúng ta đọc kỹ sự xem là người ta hỏi mình bao nhiêu ý. Nếu hai ý chúng ta phải trả lời đầy đủ hai ý. Và nếu hai ý đó là một, nó giống nhau thì chúng ta chỉ cần trả lời một ý là đầy đủ rồi. Để xem cái đề bài nhé. I know you often go to the cinema. Tôi biết rằng là bạn thường hay đi cinema lắm. Vậy chúng ta có thể nghĩ thêm một việc là khẳng định lại là tôi có hay đi cinema hay không. Tell me what type of film is your favorite. Hãy nói cho tôi biết rằng là cái thể loại phim nào là cái thể loại yêu thích nhất của mình. Vậy thì hai cái ý này mặc dù là hai câu nó đưa ra hai ý nhưng mà hai ý nó cũng khá là tương đồng với nhau. Nếu như mà mình đề cập được một số cái thể loại phim mà mình yêu thích thì đồng thời mình cũng đã khẳng định là tôi cũng hay đi xem phim lắm rồi đó. Vậy tự chung lại với cái số 3 này chúng ta chỉ cần tập trung vào trả lời một ý duy nhất mà thôi. Explain to Jenny, hãy giải thích cho Jenny đó là thể loại phim yêu thích của mình là gì. Nhưng các bạn để ý giùm cho cô, người ta đề bài người ta yêu cầu các bạn là explain chứ không phải là tell. Mặc dù câu hỏi của Jenny là tell. Tell là chỉ cần nói thôi, tức là các bạn chỉ cần nói ra là cái thể loại phim yêu thích của mình là hành động chẳng hạn hoặc là phim tình cảm rồi chấm hết ở đó. Nhưng explain tức là không chỉ nói ra cái thể loại phim yêu thích mà cần phải giải thích vì sao mình lại yêu thích thể loại phim đó nữa. Có hai cái các bạn nhé. Và để giải thích và nói ra cái thể loại phim nào thì chúng tôi cung cấp cho các bạn một số cái từ vựng về thể loại phim.
There are many types of movies. Có rất là nhiều thể loại phim. Thay vì cái cụm của gạch chân là types of movie, các bạn có thể sử dụng các cụm từ ở trong ngoặc đơn. Đều có nghĩa là many, đều có nghĩa là nhiều cả đó. Thay vì cái chữ là many types of movie các bạn ha, có thể dùng là there are various types of movie. Có rất là đa dạng thể loại phim. Rồi một số thể loại phim mà thông thường mà các bạn cũng có thể đã biết rồi. Đó là war, phim chiến tranh ha. Cartoon là phim hoạt hình. Romantic hay là love story là phim tình cảm. Tình cảm lãng mạn. Science là phim khoa học. Từ này các bạn chưa biết thì các bạn ghi chú lại nha. Science, phim khoa học. Action, phim hành động. Comedy, phim hài. Comedy, phim hài. Drama, drama là thể loại phim mà nhiều tập đó. Superhero, phim về những anh hùng, những người mà có năng lực siêu nhiên chẳng hạn. Horror là phim kinh dị. Và thriller là phim có những tình tiết giật gân, gây cấn. Thriller, phim giật gân, gây cấn. Để trả lời cho câu hỏi là tôi thích cái thể loại phim nào nhất thì các bạn có thể dùng cái cấu trúc của ghi ở trong ngoặc đơn đây. My favorite type of movies is. Sau đó các bạn thêm vào dấu ba chấm các cái thể loại phim cô gợi ý ở bên dưới. Hoặc cấu trúc thứ hai đó là I like most. Các bạn thêm vào dấu ba chấm các loại phim ha. Ví dụ cô thích hoạt hình nhất chẳng hạn thì cô sẽ nói là I like cartoon most. Rồi sau đó như cô vừa mới nói với các bạn đó là mình phải giải thích vì sao mình lại thích thể loại phim đó. Thì một số cái cấu trúc để cho các bạn tham khảo như sau. My favorite type of movie is comedy. Comedy phim hài chẳng hạn ha. Because it helps me really stress. Bởi vì nó giúp cho tôi xả stress. Và với cái lý do này giúp cho tôi xả stress thì các bạn có thể thay thế bằng khá là nhiều các thể loại phim khác. Đa phần chúng ta coi phim đều là để xả stress. Hoặc là gì? My favorite type of movie is superhero like Avengers, which is in English because it helped me improve my English. Cái thể loại phim mà tôi yêu thích, các bạn có thể chọn một cái thể loại phim nào đó mà các bạn hay xem mà dạng bằng tiếng Anh ấy. Phim hành động của Mỹ chẳng hạn, hoặc là những cái phim superhero, nó thường là nó sẽ bằng tiếng Anh. Which is in English là bằng tiếng Anh đó các bạn, bởi vì nó giúp cho tôi improve my English, cải thiện tiếng Anh của tôi. Hoặc lý do khác là gì? Because it helped me enjoy my current life. Với những thể loại phim nào đó nó mang lại những cái ý nghĩa trong cuộc sống thì nó giúp cho tôi yêu đời hơn, yêu cái cuộc sống hiện tại của tôi hơn. Current là hiện tại, chúng ta vừa mới học từ này ở bên trên ha. Cuộc sống hiện tại bây giờ của tôi. Rồi, hoặc là những cái lý do khác ở bên dưới cũng đã gạch đầu dòng cho các bạn đó. Bởi vì cái bộ phim đó nó funny, bởi vì cái thể loại phim đó nó rất là vui, relaxing, rất là thư giãn, happy, comfortable. Comfortable là thoải mái, attractive, rất là hấp dẫn, cuốn hút. Hay là colorful, rất là đa màu sắc. Từ này chưa biết các bạn ghi chú lại nha. Colorful, đa màu sắc. This type of movie conveys many meaningful messages. Các bạn có thể thay thế cái lý do này đằng sau với chữ because theo cái cấu trúc bên trên đó. Là gì? This type of movie, cái thể loại phim này, conveys là truyền tải những cái thông điệp ý nghĩa. Many meaningful messages, nhiều thông điệp có ý nghĩa. Hoặc lý do khác là it leads me to a real life experience. Nó dẫn dắt tôi đến những cái trải nghiệm rất là thực tế trong cuộc sống. Trải nghiệm thực tế ha, real life experience. Những cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. It leads me to. Nó hướng tôi đến những trải nghiệm thực tế. Hoặc this type of movie usually has happy endings. Cái thể loại phim này thì thường nó sẽ có kết thúc rất là
tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp khiến cho tôi thích. Ok, ngoài ra các bạn có thể nghĩ thêm một số lý do mà các bạn có mà các bạn thích yêu thích một thể loại phim nào đó. Nhưng lưu ý là chúng ta áp dụng một cái cấu trúc này để cho nó đỡ sai về mặt cấu trúc ha, đỡ sai về ngữ pháp. Hay vậy là xong ý thứ ba. Ý cuối cùng, before going to the cinema, could we have dinner at my home or in a restaurant? Cái ý kiến trên này đưa ra đó là trước khi mà đi xem phim thì có thể ăn tối ở nhà hoặc là ở nhà hàng. Nhưng lưu ý ở nhà ở đây là my home, là Jenny's home đó các bạn nha. Jenny mời mình đến nhà của Jenny để mà ăn tối đấy. Thì khi chúng ta trả lời lại nếu như chúng ta muốn ăn tối tại nhà Jenny thì chúng ta cũng phải nói là nhà Jenny, your home nha, hoặc là your house, hoặc là your dishes chẳng hạn. Đó, những cái món ăn mà bạn làm chứ không phải là nhà của mình đâu nha. Jenny hỏi mình là which would you prefer, và đề bài yêu cầu mình suggest, tức là mình sẽ chọn chọn một trong hai cái hình thức này, ăn tại nhà nhà của Jenny hay là ăn ở nhà hàng. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải đưa ra lý do vì sao chúng ta thích ăn ở nhà của Jenny hay là ăn ở nhà hàng. Một số cái cách cho các bạn trả lời đó là gì? Before going to the cinema, I think we should have dinner. Sau dấu ba chấm, các bạn sẽ đưa vào cái cụm từ là at your home hoặc là in a restaurant. Một trong hai cái phương án đó. Ngoài cấu trúc này ra, các bạn cũng có thể thay thế bằng cấu trúc là before going to the cinema, I would prefer eating. Going to the cinema, I would prefer eating. Rồi sau dấu ba chấm các bạn cũng sẽ đưa ra cái địa điểm mà các bạn muốn ăn. Đây, hai cấu trúc cho các bạn lựa chọn nha. Ở nhà thì chúng ta có những cái lý do nào? At your home thì sao đây? Because we feel cozy. Bởi vì chúng ta có thể thấy có cảm giác nó ấm cúng hơn chẳng hạn. Đấy thì các bạn ghép cái cấu trúc này cùng với lại cái cấu trúc ở trên mà cô đã hướng dẫn các bạn đó ha. Thành là gì đây? Before going to the cinema, I think we should have dinner at your home because we will feel cozier. Đấy, áp dụng vô thôi các bạn ha. Thay vì chữ cozy, các bạn có thể sử dụng các cái từ khác so sánh hơn là cozier cũng được này, hoặc là convenience này, hoặc là more convenient, dùng hình thức nào cũng được. Comfortable hoặc là private. Private là riêng tư. Ăn tại nhà thì sẽ riêng tư hơn. Private, riêng tư. À, ngược lại, còn nếu ăn ở nhà hàng thì sao nào? Đây, một số cái ý khác này cho các bạn tham khảo ha. Hoặc là gì? Because the food is cheaper and we can save money. Bởi vì đồ ăn thì rẻ hơn khi ăn tại nhà và chúng ta có thể tiết kiệm được tiền này. Thay vì cái chữ cheaper thì chúng ta có thể thay bằng cái chữ là safer, cleaner, healthy, healthier chẳng hạn. Đó, tùy các bạn. Rồi ngược lại ăn ở nhà hàng thì thế nào? Nhà hàng thì cái không gian nó more luxurious, là sang trọng hơn. Luxurious, sang trọng hơn. Bạn nào biết về cái từ này chúng ta có thể dùng chữ luxurious. Bạn nào không biết chúng ta có thể thay thế bằng những cái từ mà nó đơn giản hơn như là nice. Không gian nó đẹp hơn, nicer chẳng hạn. Hoặc là more convenient, tiện lợi hơn. Vâng. Còn lý do khác đó là gì? We don't have to self-serve, tức là chúng ta không phải tự phục vụ mình, tức là không phải tự nấu ăn, không phải tự dọn dọn ra ăn và sau đó phải tự dọn dẹp. We don't need to wash dishes. Ví dụ vậy. Wash dishes là rửa chén các bạn ha. Hoặc là gì? Because we can enjoy nicer space. Bởi vì chúng ta có thể enjoy, tận hưởng, thưởng thức cái không gian rất là đẹp. Ngoài chữ nicer space ra, chúng ta có thể dùng các từ khác như là more beautiful space, various food, enjoy various foods là có thể thưởng thức đa dạng các món ăn, hoặc là enjoy great view,
thưởng thức cái view rất là đẹp, delicious dishes, thưởng thức các món ăn rất là ngon. Thay vì chữ delicious thì ai cũng biết rồi, nếu mà chúng ta muốn học thêm từ thì chúng ta có thể dùng là tasty hoặc là yummy, đều có nghĩa là delicious. High quality thì từ này chúng ta vừa mới học bên trên đúng không nè, những cái món ăn nó có chất lượng cao, chất lượng tốt. Rồi cuối cùng kết thư lại thì I'm looking forward to hearing from you soon. Sau đó là các cái lời chào kết như là love you, như là best wishes, vân vân. Sau đó là ký tên. À, các bạn lưu ý là đừng quên cái chuyện ký tên nha. Cũng khá là nhiều cái email ở bên Padlet. Cô thấy là chúng ta sót cái ký tên đó. Rồi không biết là các bạn có cái nguyện vọng thắc mắc gì không thì cô giải đáp cho các bạn trước khi chúng ta thực hành. Các bạn có thắc mắc nào không các bạn? Nếu không thì cũng trả lời giùm cho cô ở trong phần tin nhắn là không nha. Thắc mắc nào không các bạn ơi? Vậy nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta thực hành các bạn nha. Bài này cô đã hướng dẫn rồi, chúng ta cố gắng là viết gói gọn trong vòng 15 phút là hoàn thành xong bài nha. Cô vừa mới gửi qua cái phần tin nhắn cái đường link Padlet cho các bạn để mà các bạn đăng tải bài của mình lên. Ở bên Padlet cũng vẫn là cái trang hôm trước các bạn đăng bài đó. Có ba cái cột, các bạn viết vào cái cột email giùm cho cô nha, bấm vào cái dấu cộng và các bạn có thể đăng bài lên rồi. Đừng có viết vào cái cột khác, đừng nhầm chỗ nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành ha. 15 phút sau cô sẽ sửa bài ở bên Padlet cho các bạn.